Chuyện khi mẹ vắng nhà. Sáng nay mẹ đi công tác nên bố được cún đến lớp. Mẹ vừa đi mà sao cún thấy nhớ mẹ quá. Đến lớp, cô giáo tươi cười đón cún ở cửa. Cún chào cô, chào bố, rồi chạy thẳng vào lớp chơi cùng các bạn. Đến giờ tạo hình, cô giáo nói: "Các con hãy vẽ người thân của mình nhé. Chúng mình có thể vẽ ông bà, bố mẹ hoặc người thân của các con." "À, mình sẽ vẽ mẹ." Nghĩ rồi, cún quyết định vẽ mẹ của mình. Cún vẽ một vòng tròn to rồi nói: "Đây là khuôn mặt của mẹ, mẹ trông rất hiền." Cún vẽ hai vòng tròn nhỏ lên vòng tròn to đó rồi nói: "Đây là mắt của mẹ, mẹ đang nhìn mình đấy. Còn đây là mũi của mẹ, đây là miệng của mẹ. Ôi, trông mẹ thật là xinh." Nói rồi, cún hôn lên khuôn mặt của mẹ. Vẽ xong, cún bắt đầu tô màu. Bạn cố tô màu thật đẹp, để chiều nay sẽ khoe với bố, và để còn tặng mẹ bức tranh này. Và thế là bức tranh đã hoàn thành. Một ngày ở lớp đi qua thật nhanh. Chiều bố đón cún về. Ăn cơm tối xong, bố nói: "Hôm nay cún đi ngủ sớm nhé, mai hai bố con mình còn đi siêu thị." "Vâng ạ, con chúc bố ngủ ngon." Bố đi rồi, nhưng cún vẫn nhớ mẹ. Cún nhớ khuôn mặt của mẹ và mong mẹ sẽ về ngay với cún. Cún khẽ gọi: "Mẹ ơi, con đến đến ba thì mẹ về ngay với con, mẹ nhé. Một này, hai này, ba này." Cô bé cứ đếm rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cún vẫn như nghe thấy tiếng ru ngọt ngào của mẹ. Sáng hôm sau, hai bố con cùng đến siêu thị. Vào siêu thị có bao nhiêu là thứ, nào là quần áo, đồ dùng gia đình và cả các loại thực phẩm nữa. "Hôm nay bố con mình cùng làm bánh gato để đón mẹ về nhé. Hôm trước, cô giáo con dạy chúng con làm bánh đấy." Bố đồng ý, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm đấy. Rồi hai bố con mua bột mì này, trứng, đường và kem để trang trí cho bánh. Bố còn mua một bó hoa thật đẹp nữa. Về đến nhà, cún dắt tay vào làm bánh. Và món bánh đã xong rồi. Hai bố con cùng xẻ khăn lên bàn, cắm hoa vào lọ, bày bánh vào đĩa và treo bức tranh lên tường thật ngay ngắn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. "À, đúng là mẹ về rồi. Con chào mẹ ạ." Mẹ chào hai bố con. Nhìn nhà cửa gọn gàng, lại có cả bó hoa tươi mà mẹ vẫn thích. Và đặc biệt là chiếc bánh gato là mẹ vô cùng ngạc nhiên. Cún chỉ vào bức tranh trên tường và nói: "Mẹ ơi, đây là bức tranh con vẽ tặng mẹ đấy." "Ôi, bức tranh đẹp quá. Mẹ rất tự hào với con. Mẹ cảm ơn hai bố con." Cún ôm chầm lấy mẹ và hát lên lời ca.